lỡ mà đọt đi không kịp khi xả nhị thì phải đốt thì làm thế nào để giữ lá, chân khỏe. Úi giời cái này đơn giản. Ừ, inbox em Khánh đúng không ạ? Cái này nó sẽ tùy vào cái thời gian. Nếu như trong cái trường hợp vì sao mà bác cần phải kéo về trăm phân, trăm phân để nó nó tích trữ được đủ cái carbon hi ở rác dinh dưỡng để tới đây nuôi trái không là thiếu trái. Và thiếu dinh dưỡng nuôi trái. Và nếu như bác không chăm phân là đến lúc trái nó không chạy được nó rụng. Đó. Còn giai đoạn này giai đoạn nếu mà căng quá à, Lá xòe đuôi tôm Lá lưỡi kiếm mà không kịp Thì một trong giai đoạn này bác có thể diêu Đúng không ạ? Diêu thì phải sản phẩm chất lượng Vãi thực Chắc chắn là phải sản phẩm cực kỳ chất lượng Với diêu được Đúng không ạ? Và thứ hai nữa còn nếu muốn an toàn hơn Muốn ngon hơn Đốt Đốt thì có nhiều phương pháp đốt nha nhiều phương pháp để lánh nhẹ mà không bị ảnh hưởng đến đàn lá già phun phớt đầu đọt rụng nhẹ nhàng bao nhiêu trong số các bác ở đây mà năm ngoái em khánh đã phải xử lý cho các bác rồi thì comment trong khánh phát đúng không ạ không đốt cơ mà còn cái nịt đúng không ạ đấy nó có nhiều cách lắm nhưng mà nếu như mình đã làm thuần rồi mình đã làm theo quy trình từ đầu thì gần như không phải đốt không phải làm gì hết à đúng không ạ chỉ cần ép giả tí là được đúng không nhưng mà do các bác tạo mầm nó đã sai rồi à, lá nó mới mở ra nó chưa lụa đã phân hóa mầm hoa rồi đúng không ạ